Chào anh Trung Phan, chào anh Cường, Vâng, chào cảm tất ơn. cả anh chị em trên Việt Nam. Thì Dạ vâng. nói chung là trong cái thời gian hồi trước đây, những cái năm trước 17, 18 rồi đó, thì nó cũng có cái phong trào liên kết. Mà bây giờ là em thấy trong cái thời gian vài tháng đổ lại đây á, thì cái sự liên kết nó đang trỗi dậy trở lại. Nó đang trỗi dậy trở lại. Mà ở đây á, là tại vì trong cái Facebook của em là kết bạn nhiều lắm, cái thể loại nào cũng có trong, mà đặc biệt là dân chủ cuội với lại mấy thằng sọc đó là em khoái kết bạn lắm. Nên là em thấy á, là bây giờ đặc biệt là những cái một là cô giáo Xuyến, mà cái thứ hai là một người ở ngoài Hà Nội, cái thứ ba là một người ở Tây Ninh. Đó là những cái livestream của những người đó là được cái sự quan tâm của những cái nhà gọi là dân chủ yêu nước thương dân rồi, là tích cực chia sẻ. Và từ những cái nhà mà gia đình yêu nước thương dân đó là bây giờ là tới cái bọn ba sọc nó chia sẻ cái bài đấy. Đúng Thành ra là thấy là nó nhiều lắm, mà nó chia sẻ rầm rộ lắm nha, rồi nó lại là xanh đỏ gì nó cũng chia sẻ, nhưng mà nó lại là bạn lựa mấy cái dạng vàng vàng kia đó. Và cái điều quan tâm á, là cái bọn sọc nó chia sẻ thì thường thôi, nhưng mà nó lại là có một số nhà dân chủ yêu nước rồi muốn cho Việt Nam tốt đẹp lắm, tức là nói như thế, còn lại trong lòng nghĩ như thế nào thì em biết, nhưng mà là rồi. nhưng mà chia sẻ là cái chia sẻ những cái nào mà cảm thấy là cái xã hội nó rối loạn thì lựa những cái nội dung nó để chia sẻ. Thế mới đau em. Thế em nghĩ là Đúng nếu mà muốn một cái xã hội nó tốt đẹp thì nên là chia sẻ những cái điều hay lẽ phải, những cái gương người tốt việc tốt nó nhiều lên để nó mới mới ok được. Còn đường này á, mà muốn cho xã hội Việt Nam tốt đẹp nhưng mà lúc nào cũng mở mắt ra nhìn vào ngay cái đống rác không à, là cứ bới đống rác đó ra là coi có bao nhiêu con vi trùng, bao nhiêu con vi khuẩn, hoặc là tại sao rác nó lại hôi thối, và nguyên nhân là hôi thối nó là tại đâu. Nó khổ thế, em không biết mấy nhà dân chủ này suy nghĩ cái gì, mở mắt vậy. ra nhìn đống rác không, thế mới chán, chán đời thiệt. Giờ anh nãy nói em chưa nào, anh nói là đất nước ta bị bao nhiêu cái đau khổ, bao nhiêu cái tai ách giáng cái đầu dân tộc mình hàng trăm nay thì chả thấy công nhắc cả, mà cái ảnh hưởng lên mấy chục triệu người mà cứ cơ bản cái vấn là công bằng cũng mong biết được công gửi. Đây 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 nè, thêm Jackson Bùi nữa nè, Jackson Bùi cái bài gọi là gió đưa cây cải về trời mà rau răm mở lại chịu đời đắng cay. Tôi khổ thiệt chứ, mấy Không, không 47 này năm trước á. Thân ơi, tớ Dạ. ở trung tâm Hà Nội, tớ bảo là ông cứ vào trung tâm Hà Nội mà ông tìm một cái chỗ mà ông cấy rau răm như nhà tôi đi, thì để xem ông cả đời ông ở Mỹ ông có về chỗ trung tâm Hà Nội như nhà tôi để cấy được cây rau răm không, Thì đó, bởi vậy em được nói là cây không? cải bây Đó. giờ về trời rồi, cách đây 47 năm là cây cải về rồi, nhưng mà không biết sao á, cây cải có bị sâu đục thân hay gì, có héo cái chuyện mà thế Thôi sao lại cải cải đi rồi, bây giờ cải thương rau răm dữ lắm, khổ lắm, mà thương là trên câu Facebook. chuyện là tôi đồng ý là tôi đang là rau răm đây, nhưng mà tôi thử hỏi ông Jackson với mấy các ông ở bên đấy xem là các ông thử về Hà Nội ông mua mảnh đất để ông ấy trồng cây rau răm, nhưng mà ông có trồng được không, mà ông cứ suốt ngày thả ra cái câu đấy à. Đó, bởi vậy em mới nói là ở đâu kỳ cục vậy, không biết nữa thiệt chứ. Suốt ngày có được mỗi câu đó mà không biết là mà sao cứ mỗi lần tham gia diễn đàn nó rau răm nó cười vào mặt mấy cây cải không là sao kỳ, không biết. Cải cải về trời là ngon rồi, ở xứ thiên đường đồ này kia nọ êm rồi, mà sao mà trong khi rau răm không cây cú à, mà sao cải nó lúc nào cũng hành ngọc cây cú và là như thế này như thế khác, rồi tại thế này rồi tại thế kia, sao kỳ cục vậy? Mà rau răm lên đó là cười niềm nở nói chuyện vui vẻ nha. À, thích phân tích cái thì phân tích lý lẽ, còn nếu mà thích chửi nhau thì vẫn chửi, nhưng mà nói tóm lại là về phần phần rau răm đó, nó khổ lắm, nhưng mà cơ bản là lúc nào cũng vui tươi thế mới đau em. Thế cải thì về trời sống sung sướng mà lúc nào cũng hành ngọc cây cú, tại sao vậy chứ anh Bùi? Tại sao?
nói chuyện okay. Một cách rất là công bằng, thích lý lẽ phân tích cái gì thì canh thích đúng không, về cãi về trời sung sướng rồi mà tại sao cứ phải hành học như vậy làm gì, hành học tại cảm sao anh em ở dưới xem là chia sẻ cho ai để người ta biết like của anh Chu Phan, anh lên nói chuyện giao lưu tí mỗi anh em gọi là giải trí tí chứ không cứ nhau sang kia giải trí mà vừa nói với anh Chu Phan rồi vừa bực mang cái bực dọc của mình mà vừa chả giải quyết được cái vấn đề gì mình có nói chào thêm bạn Trung nha, cái đất nước mình nó vẫn cứ đi lên như thế. Trời ơi, cho ra các người nói chuyện tí rồi cũng gì là chào rồi nói chuyện bấm người lên nữa anh ơi, ai lên nữa bấm ok ra cái mùi lên rồi, ra cái mùi lên rồi. Ở giờ em, ấy, em vẫn ngồi đây à, cho mình nói xuống lên. Cho mình nói vậy cho mình xin phép chạy câu được không, rồi nói ra mùi nói đi. Hồi nãy giờ là tâm sự thoải, nãy giờ nghe cái anh gì anh nói á, anh là bơi mỗi cái đống rác ra để làm gì, ok. Người Việt hải ngoại người ta đi, dù người ta đi tới đến phương trời nào, đất nước văn minh nào, người ta nhìn thấy đất nước hơi khác tốt mình bên em đi làm, để làm gì tốt cho nó mình... nhất là giấy sơ đây, nhắc giấy sơ này, thứ nhất là để cái máy tính máy điện thoại để một chỗ, hoặc thứ hai là lấy cái tờ giấy dán cái màn hình nó vào, đừng có cầm cái điện thoại đi lúc lắc nữa. Cái nào có vừa hồn đó. Ngày nào thì đang bị công an nó đuổi sao ấy police nó đuổi chứ giờ này trời sáng này ấy. Đấy ông lấy cái tờ giấy ông dán cái vào cái màn hình điện thoại ông vào, đừng để cho nó đi nó lúc lắc ông dán cái giấy vào, đừng để tay của ông nó vẫn cứ lúc lắc, ông dán hỏng cái tờ giấy rồi tay ông có thể làm sao mà ông nắm tay từ sáng đến tối được. Rồi nó cứ màn hình rồi lấy cái tờ giấy mà dán vào, chạy vào nhà vệ sinh lấy cái tờ giấy dán vào. Để tôi không ai chê đâu. Vậy không cho tao nói. Để cho tao nói đi. Nói bây đi. Giờ câu chuyện là trước khi ông nói ấy, nói thì tôi còn nhìn, còn nhìn anh Chu Phan để tôi nói về vấn đề, đặt vấn đề trước đó. Tức là tôi đồng ý để ông nói. Nhưng câu chuyện là nói thì tôi còn phải nhìn anh Chu Phan, mà nhìn thấy anh Chu Phan thì sẽ nhìn thấy ông. Cho nên là tôi đề nghị ông lấy cái tờ giấy ấy dán vào cái màn hình, ông đừng che tay như thế rồi ông không nắm tay từ tối đến sáng được đâu, nó cứ lúc la lúc lắc ấy, nhìn nó rồi, như thế là nó cái thằng ấy kém lắm. Bây giờ hết lắc rồi giờ nó ok. Bây giờ để họ ông đặt hẳn cái điện thoại xuống bàn đấy, hay cái nghề của ông là cái nghề gì cứ phải đi lại. Không có. Ông làm cái thao tác đấy đi xong rồi ông nói gì thì nói. Ông mất lịch sử quá để nói. Ông tôi vậy. Tôi nói là những cái đống rác đó để bươi đây làm cái gì? Tôi bảo ông là ông làm theo đúng cái lời tôi đi. Nói chưa? Đừng có nói nữa. Bây giờ ông lấy cái tờ giấy này cái gì ông dán vào đây, ông bịt chặt nó vào đây. Ông cái tay ông cứ lúc la lúc lắc chóng hết cả mặt anh em ở dưới xem này. Tay của em đó anh Cường. Không phải tay sinh bùi đâu. Cái tay của ông nào? Của em. Thế thì ông che cái gì vào đây ông từ lấy giờ ông lấy cái gì ông che vào đây ông để nguyên một chỗ đây. Thế mời ông Jackson bùi đi. Xin lỗi ông Jackson Bùi là trách nhà ông nhá. À bởi vậy Jackson Bùi nghe không có hiểu. người Việt không có bao nhiêu người mà đi ra nước ngoài mà người ta dám nói lên những sự thật phải không? Người ta muốn đến mình dân có giống mấy tụi tôi ở ngoài nè, mấy tụi tôi mới lên tiếng để làm chi, để những cái đống rác. Tưởng cho tôi đâu có hiểu đâu, ông hiểu không? Cho nên ông đừng có nói là ở đây mấy tụi tôi mà đi bươi ra những cái đó người ta mới sửa đổi được. Nếu có mấy tụi tôi đã tiến thì lãnh đạo nó sửa đổi được, thấy không? Cho nên tôi ví dụ mà đất nước mà thay văn minh các bạn hưởng chứ tôi mấy tụi tôi có hưởng đâu, ông hiểu không? Cho nên ông đừng không nói, tôi không hiểu được. Ông nói như thế tôi không hiểu. Không, từ từ ra anh cường từ từ để cho em nói đã. Giác trên bùi nói cái vấn đề là nãy em nói, nhưng mà cái vấn đề tranh bùi á là phải tách bạch ra, tức là tôi nói cái thành phần gọi là ba que là một thành phần, còn lúc nãy cái câu mà nhìn vô đống rác á là tôi đang nói cái thành phần dân chủ cuội ở trong nước, hiểu không? Cái đại đa số của cái đám dân chủ cuội ở trong nước ấy nó mở mồm ra là nói là yêu nước thương dân dữ lắm mà muốn Việt Nam tốt đẹp, hiểu không? Còn những cái thành phần ở bên kia bán cầu á mà gọi là hậu vệ của ba que này kia nọ á là tôi đánh giá rất là thấp.
đối với những cái thành phần mà gọi là bới đống rác thì nó hoàn toàn hợp lệ chứ nó không sai chỗ nào hết. Tôi nói riêng ai tôi không biết chứ tôi không không có là ba que hay bốn que, tôi là cái người dân bình thường thôi, đi ra thấy ở đất nước có một vậy như sao đó là có là người ta có hết, cho nên tôi không các bạn không thể tôi mới tính tiếng lãnh đạo ở trên đó, các cũng người dân tôi cho rằng làm được đó, cái lãnh đạo ta tính thấy ở như vậy người ta mới sửa đổi thì các bạn hưởng nha, hưởng chứ tôi có phá gì đâu. Tôi đâu không có vô đúng rồi, riêng bản thân Jack Xanh Bùi á, tôi chưa bao giờ là gọi tên Jack Xanh Bùi và tôi nói như thế này, tôi nói như thế kia, mà phần nhiều là tôi nói cụ thể là ví dụ như là trường hợp là đám Tinh Thái nè, hoặc là Ben Trương nè, hoặc đúng thằng Dương Quốc Phi, hoặc là thằng A Cu chẳng hạn, là tôi lên án những cái thành phần đó. Nhưng mà ví dụ như là đang nói chuyện ở đây mà không có Jack Xanh Bùi, ví dụ có anh Chu Phan với anh Cường thôi, thì nói chung là cứ nói một cách chung chung, tức là không có chỉ cụ thể là bất cứ một ai, nhưng mà cũng không ám chỉ những cái người mà có những cái tinh thần xây dựng. Cũng có rất nhiều vị là chú bác Việt Kiều, các anh Việt Kiều mà tôi rất là tôn trọng, là anh xứng đáng là lớn tuổi, tôi gọi bằng anh, bằng chú, bằng thậm chí gọi bằng bố luôn, mà cho nó thân thiết, là cái chuyện đó là đâu đó đàng hoàng, chứ không phải là cứ gom chung Việt Kiều hết là đều chửi hết một loạt, là nó không phải. Là tôi không quan tâm tới xuất thân, mà riêng bản thân tôi cực kỳ đánh giá cao đối với những người là có cái nhìn thiện cảm tích cực đối với xã hội Việt Nam, tức là xã hội Việt Nam có cái gì xấu thì nó xấu, mà có tốt thì phải công nhận là có những cái bước phát triển, có những cái đã thay đổi và có những cái là đang hòa nhập với thế giới đấy. Chứ còn lại đối với một số thành phần đó là cứ mở mồm ra là Việt Nam là xấu lắm, rồi cộng sản hèn với giặc ác với dân vân vân và vân vân, nhưng mà thực tế tụi tôi sống ở Việt Nam đây, sống thoải mái, muốn đi đâu đi làm gì làm, công ăn việc làm thì đầy ra, doanh nghiệp mọc lên như nấm, thế thì không đi làm thì làm gì, đúng không? Cho nên đó là phải công tâm. Công cái đó những cái công việc mình làm bên Việt Nam á, ở nước ngoài người ta trả 3-4 ngàn đô, ông có hiểu không? Nhưng mà tại sao Việt Nam trả 8-9 triệu? Nếu tôi nói lên để làm gì, để cho lãnh đạo người ta cố gắng lên, cho lãnh đạo người ta sử dụng nhân tài để người ta mới. Nếu mà ông nói vậy á là ông thiếu cái sự hiểu biết, và ở đây nó hoàn toàn không liên quan tới chính trị. Tôi nói cho ông về kiến thức khoa học kỹ thuật nè. Bây giờ trong nước bây giờ dân mình được công nhân, cái người công nhân mà mai giá mà người ta dân thấy... bây giờ dân tôi nói cho ông về khoa học kỹ thuật, tại vì ông có cái sự thiếu hiểu biết, ông có cái sự nhìn nhận lệch lạc, hiểu không? Tại sao ở bên kia mấy ngàn đô và bên đây là 7-8 triệu, 5-6 triệu? Thì bây giờ tôi xin thưa với ông một cái vấn đề nó như thế này nè, đơn giản thôi. Thôi giờ tôi không muốn tranh luận. Tôi bữa nào tôi lên đi. Okay. À, bây giờ là không có thời gian đúng không? Còn cơ bản á là ông không có hiểu biết về cái vấn đề là tại sao có cái sự tranh lệch đồng lương. Anh ấy không biết thế nào là chỉ số giá tiêu dùng, anh biết gì đâu về cái chỉ số giá tiêu dùng đâu, anh ấy còn bận đi cày để được 30.000 để còn đóng thuế nhà, đúng rồi, thân, các loại thuế đóng đủ các loại anh ấy có biết gì về chỉ số giá tiêu dùng đâu, mà anh cứ thấy tiền đô nó 30.000 của anh ấy tưởng nó to này, anh ấy bằng 4.000 đô đấy về Hà Nội đây này. Ê, về thành phố Hồ Chí Minh về mua mảnh đất mà trồng rau răm, xem có trồng nổi rau răm không, thế thôi. Thấy không, đã là sống ở một cái đất nước Mỹ là khoa học kỹ thuật phát triển hàng đầu, tất cả các loại mà không có hiểu cái vấn đề nó chênh lệch là tại sao, thì làm sao mà góp ý xây dựng cho đất nước Việt Nam được. Những cái cơ bản nhất đã không hiểu rồi mà cứ đòi đánh đồng tất là tạch hết, thì làm sao mà đi xây dựng cho cái gì. Rồi, chào em Quy Lụa, cho em Quy Lụa, em chào em nói anh tí. Chào bạn Trung. Dạ ok, em chào anh Thư Quang, chào anh Mạnh Cường, chào anh Thân, chào cô chú, anh chị đang theo dõi trên diễn đàn. Không biết âm thanh của em nói có nghe có rõ không ạ? Ok. Nói chung hôm nay em nghe em mới được thương tâm nghĩ, anh mở tí cho anh em mới chơi, em có gì em cứ nói. Dạ, thì hôm nay em hơi mệt, anh Thư Quang cũng hơi mệt, cho nên là với lại là like thì nhiều khi nó cũng tùy theo tâm trạng đấy ạ. Đúng rồi. Like vui chơi thôi chứ cũng không có gì cả. Đúng rồi. Đấy, thế thì em vào sau, vô tình thôi, em vô tình bởi vì là em có ấn theo dõi nên em có thấy anh like thì vào cũng nghe có một vài câu hỏi và cũng nghe
anh gì gọi là anh Z Sơn Bùi đúng không ạ? Đúng rồi anh Z Sơn Bùi thì không phải là lần đầu tiên em gặp, có mấy cái điều như thế này. Anh Jason Bùi anh bảo là anh nói lên là để cho lãnh đạo Việt Nam thay đổi đúng không ạ? Để lãnh đạo ở trên thay đổi để cho là trong nước thế này thế kia và người dân trong nước hưởng đúng không ạ? Thế thì em chỉ muốn hỏi anh Jason Bùi là anh lấy cái tư cách gì? Anh lấy cái tư cách gì để mà anh nói để lãnh đạo người ta thay đổi? Có thay đổi hay không thay đổi? Đó là cái quyền của người dân Việt Nam nhá. Còn anh lấy cái tư cách gì anh đòi đổi? Ngay xã hội Mỹ của anh nó đầy rẫy những cái vấn đề đấy. Nó mới xả súng 4 người ở Massachusetts đấy. Các anh nói để cho lãnh đạo Mỹ người ta thay đổi đi. Nếu như các anh làm cho lãnh đạo Mỹ người ta thay đổi được thì lúc đó các anh hãy nói người khác, được chưa? Còn nếu như các anh ngay ở Mỹ các anh còn chả làm cho xã hội Mỹ thay đổi được, nó thuộc về gì? Theo như các anh hay nói ấy, nó thuộc về hiến pháp và pháp luật. Thế không lẽ Việt Nam không có hiến pháp và pháp luật ạ? Anh nói rất là vô lý. Ok, các anh ở Mỹ các anh kiếm một tháng 3-4 nghìn đô, đúng không? 3-4 nghìn đô đấy các anh ăn không à? Và các anh đổi cái đô đó anh tiêu tiền Việt ở Mỹ à? Sao các anh nói buồn cười vậy? Các anh kiếm ra bằng đô thì các anh phải đóng thuế bằng đô và tiêu bằng đô, đúng rồi. Chưa? Chứ các anh không thể tiêu bằng tiền Việt. Còn các anh nói công nhân đúng không? Cái câu hỏi này anh nói rất nhiều diễn đàn rồi. Công nhân là lương tháng 3-4 triệu, 4-5 triệu, anh dẫn chứng cụ thể cho tôi cái. Chứ anh đừng có nói theo cái kiểu mà mập mờ như vậy. Còn anh bảo anh kiếm 3-40 nghìn đô, anh chứng minh cho tôi 3-40 nghìn đô đi. Anh đừng có nói không vậy, 3-40 nghìn đô ai nói chả được. Nói như anh ấy, tôi bảo ở Việt Nam tôi cũng kiếm được 70-80 nghìn đô một tháng. Mà tôi không phải đóng thuế thu nhập cá nhân. Đúng chưa? Nhưng nói như anh thì ai mà chả nói được. Đúng. Còn bây giờ ấy, người dân trong nước đó, được chưa? Người ta có sướng hay người ta có khổ thì đó là cái quyền lợi của người ta. Người ta có quyền lợi thì chắc chắn là người ta phải có nghĩa vụ, đi kèm với đó là người ta sẽ có gì? Có cái thể hiện cái nguyện vọng của người ta. Ai cấm, nhà nước nào cấm thể hiện nguyện vọng đâu, đúng không? Đâu ai cấm đâu. Các anh đừng có nói như thế, các anh đừng có lấy so sánh một cách nó khập khiễng như thế. Còn chả có xã hội nào mà nó không có tồn tại của nó nhá. Còn cái tồn tại đó nó như thế nào? Còn anh đừng có nói theo cái kiểu mà các anh áp đặt cho xã hội Mỹ và xã hội Việt Nam. Sao anh không yêu cầu Mỹ nó giống Việt Nam đi? Anh này nói theo cái kiểu rất là vô lý. Anh này áp đặt như thế là không được. Theo tôi nghĩ là không ổn nhá. Thì tôi chỉ có một... Dạ em chỉ có một vài ý kiến như vậy thôi. Thì em cảm ơn anh Chu Phan, anh Mạnh Cường và anh Thân đã nghe. Thì em cũng xin phép em... Chung cứ nói đi chứ mà cho góp ý chung cái đã nè, là nói tóm lại á, là chung đừng có hỏi tư cách của người ta. Nói chung là nó muốn là Việt Nam tốt đẹp á, mà anh em mình công nhận đi là cái chuyện nó được là nhất trí, chứ còn kêu mà không anh có nghĩa là như này, em không em không có nói cái vấn đề là góp ý xây dựng. Em vẫn công nhận là gì, em rất là trân trọng tất cả những các cô chú anh chị Việt kiều có ở bất kỳ một quốc gia nào có tham gia đóng góp ý kiến xây dựng phát triển đất nước, đặc biệt là tham gia đầu tư nó thì càng tốt, em rất ủng hộ cái điều đó. Thế nhưng mà để cho mà lãnh đạo thay đổi này thay đổi kia đó, để cho lãnh đạo thay đổi vấn đề này vấn đề kia đó, nó là thuộc về gì? Về tầm chiến lược, có các nhà nghiên cứu, có các nhà hoạch định, có các nhà xây dựng kế hoạch, không phải là cá nhân Jason Bùi hay là bất kỳ một người Việt kiều nào khác, kể cả là lãnh đạo Mỹ, người ta còn chưa có ý kiến để cho lãnh đạo Việt Nam thay đổi. Thì anh là một công dân Mỹ, anh lấy tư cách gì để anh can thiệp vào vấn đề đó? Nó rất là phù phiếm, nó rất là khập khiễng và nó không phù hợp, nó không đúng tầm. Em nói thật là như thế. Còn ví dụ đúng anh rồi. Đóng góp ý kiến ok, được chưa? Chứ còn nếu mà để anh đóng góp ý kiến là ý kiến ở góc độ nào, chứ không phải là ý kiến để cho lãnh đạo thay đổi. Em nói thẳng luôn là kể cả Tổng thống Mỹ cũng không có cái kiểu can thiệp hay là ý kiến để cho lãnh đạo Việt Nam thay đổi vấn đề này, vấn đề kia. Đó nó thuộc về công việc nội bộ của một quốc gia. Kể cả lãnh đạo Việt Nam cũng không thể can thiệp vào công việc của Mỹ, và của Mỹ cũng không thể can thiệp vào Việt Nam. Bây giờ chúng ta là quan hệ đối ngoại hợp tác cùng có lợi, chứ không phải là vấn đề can thiệp để mà thay đổi vấn đề này vấn đề kia. Anh ấy nói ý kiến đó là em không có đồng tình. Còn dĩ nhiên thì tất cả cô chú anh chị, không phải riêng ở Mỹ mà ở bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới này, tham gia đóng góp xây dựng phát triển đất nước, ok, em lúc nào em trân trọng và em rất là ủng hộ cái điều đó. Đó, thế nhưng mà cái việc mà để mà anh ấy toàn là kiểu dẫn dắt như vậy, anh dẫn dắt ai cũng được, nhưng mà theo em nghĩ đó là
nó chưa phù hợp, nó chưa phù hợp. Cái vấn đề là hiểu rồi, ý chung thì hoàn toàn chính xác rồi, nhưng mà đúng ý rồi. Anh á là muốn du di cho Jackson Bùi, tức là làm cách nói của Jackson Bùi thì có thể là hiểu theo được hai cái nghĩa. Và cái nghĩa thứ nhất á là như Trung nói á, còn cái nghĩa thứ hai ví dụ như là tôi suy nghĩ là thôi vẫn cho phép là hiến kế, Jackson Bùi hiến kế, hiểu theo cái nghĩa hiến kế thôi. Thì nhưng mà bên cạnh đó thì Jackson Bùi mà muốn hiến kế thì phải thể hiện được cái trình độ khả năng của mình. Chứ còn mà không phân biệt được là tại sao ở Việt Nam mà lương 8 triệu và ở bên kia thì mấy ngàn đô, thì tại sao lại có cái sự chênh lệch như vậy, thì với cái trình độ như thế thì không thể nào mà hiến kế để cho xây dựng, để cho làm sao đất nước Việt Nam nó phát triển, nó giàu mạnh, nhân dân nó sống sung sướng hạnh phúc được. Thật sự luôn. Nói chung dạ, mình okay, phải có trình độ đó. Em cũng dạ cũng hơi muộn thì em chỉ lên tham gia một chút đối với anh rất cần vui thôi. Chứ còn rồi, thực tế là mà nói ra thì em hiểu lý do tại sao các anh này anh hay đặt ra những cái câu hỏi như vậy, anh hay so sánh như vậy. Thế nhưng mà mỗi cái một cái nhiều khi nói ra thì nó hơi cực kiến là như thế này. Nếu có thể là các anh có quan điểm khác thì cũng cho phép em trao đổi một phút nữa thôi, em xin phép. Đó là gì? Đó là như thế này. Có những cái người đó là khi lên trên mạng xã hội đó là rất hay là gì? Muốn đóng góp ý kiến cho Việt Nam, đóng góp cho người dân Việt Nam thế này thế kia. Nhưng thử hỏi các anh thử nhìn lại bản thân mình xem, các anh đã đạt được những cái thành tựu gì rồi, các anh đã được cái gì rồi, anh làm được cái gì rồi, kinh tế của anh giàu đến đâu rồi, mà anh lại đi đóng góp theo cái kiểu mà giống như kiểu mà em hay nói đó. Bây giờ một người mà gọi là chạy xe taxi mà đi đóng góp cho ông Phạm Nhật Vượng hay ông Bill Gates làm giàu thì có ai nghe được không? Chả ai người ta nghe cả, đúng không ạ? Chỉ có những người đó người ta mới chia sẻ lại cái kinh nghiệm làm giàu của người ta thôi. Còn mỗi người người ta có một cái điều kiện và phát triển khác nhau. Dĩ nhiên em không có chê đấy, thế nhưng mà mỗi một cái là dĩ nhiên người ta muốn cho Việt Nam mình tốt, em rất là trân trọng. Thế nhưng chốt tốt theo cái hướng nào, không phải tốt theo cái hướng là muốn dẫn dắt theo một chiều như thế đấy. Chứ còn ai nghe người ta chả hiểu, đúng không ạ? Ai nghe người ta cũng hiểu. Thì em cũng chia sẻ ngắn gọn như vậy thôi. Thì em cảm ơn anh. Đúng rồi, chắc Bùi nếu nghe thấy thì cũng phải chấp nhận thôi. Dạ không, kể cả anh còn ở trên thì em cũng sẵn sàng chia sẻ cùng với anh ấy. Chứ đúng không rồi. Vấn đề gì cả, nhưng mà anh ấy xuống rồi. Thế nhưng mà em cũng cảm ơn anh Thu Phan và anh Mạnh Cường cũng như anh thân cô chú anh chị đang lắng nghe. Dạ, tại em có công việc đó, thì em cũng đi về mệt quá, thế nên em xin phép em chào anh. Cảm ơn. Rồi, cảm ơn em. Dạ, em chào anh. Dạ.